Trung Nguyên kính chào lại tất cả các quý vị mến thương trong diễn đàn. Và bây giờ Trung Nguyên bước vào những bản tin thời sự nóng bỏng cũng giống như thường lệ, liên quan đến nhiều sự kiện ở tại Ukraine đã xảy ra trong ngày hôm nay. Cái sự kiện đầu tiên mà Nguyên muốn tâm tình cho các quý vị để chúng ta thấy rõ được là cái cách hành xử của chính phủ của Nga, đặc biệt là chính phủ Putin. Các cô chú anh chị em cũng biết là cái vấn đề mà sáp nhập Phần Lan và Thụy Điển. Hiện bây giờ Phần Lan và Thụy Điển nó chưa được chính thức. Nó chưa được chính thức, cô chú và anh chị em. Phần Lan và Thụy Điển chưa được chính thức. Trong tương lai sẽ sáp nhập. Khi nào thì chúng ta chưa biết. Khi hiện bây giờ vấn đề của Thụy Điển là cái vấn đề rất là khó khăn. Khi ở phía bên Thổ Nhĩ Kỳ họ không chấp nhận. Và phía bên Hungary họ vẫn chưa có thông qua. Nên vấn đề của Thụy Điển vẫn là khó khăn. Chúng ta chưa biết khi nào chính thức họ vào. Nhưng ngày hôm nay chính phủ Nga đã nói cái gì? Chính phủ Nga công bố cho hai lãnh sự quán, đặc biệt là lãnh sự quán của Thụy Điển rằng một ngày nào đó Phần Lan và Thụy Điển chính thức sáp nhập vào Liên minh NATO thì họ sẽ trở thành kẻ địch của đất nước Nga. Và tất nhiên hai quốc gia này có biên giới gần Nga sẽ trở thành cái tầm nhắm và sự đe dọa của Nga trực tiếp. Thì cách đây không lâu Trung Nguyên nhắc lại, chính miệng Putin nói là cái vấn đề mà sáp nhập Phần Lan và Thụy Điển không ảnh hưởng gì cả, đối với họ không có vấn đề gì. Nhưng bây giờ thì hoàn cảnh nó đã khác, cái quan điểm và cách giọng điệu của Nga cũng đã khác. Hiện bây giờ là họ uy hiếp trực tiếp Phần Lan và Thụy Điển, và họ cho rằng khi nào Phần Lan và Thụy Điển bước vào thì bắt đầu giữa họ, mang giao giữa họ và hai quốc gia này sẽ bắt đầu không còn là hài hòa nữa và là kẻ địch. Trung Nguyên nhắc lại là cái biên giới của Phần Lan rất là dài, 1.300 cây số chiều dài giữa Phần Lan và Thụy Điển, và hai quốc gia đã từng có những cái sự xích mích, và Nga đã từng xâm lược Phần Lan, cô chú và anh chị em đã từng có xâm lược Phần Lan. Và cái điều này người dân Phần Lan đang lo lắng. Sau khi họ sáp nhập vào Liên minh NATO, có nghĩa là họ phải chuẩn bị cái sự việc mà đối kháng với Nga ở khu vực biên giới. Thì cái này Nguyên muốn nói cho các quý vị thấy rõ được là đừng nghe những gì Putin nói. Bữa trước họ nói như thế này, ngày mai họ nói như thế khác. Họ thay đổi không ngừng về cái lập trường của họ. Đó là cái bản tin liên quan đến Phần Lan và Thụy Điển. Và bây giờ Trung Nguyên cập nhật cái sự kiện cũng đang khá là nổi bật. Đó là cái chuyến đi của ông Giám đốc an ninh toàn cầu tổ chức mà kêu là IAEA đó, về cái chuyến đi của ông ta đến Ukraine, đặc biệt là ông ta ghé thăm nhà máy Zaporizhzhia. Thì đầu tiên á, thì ông ta đã gặp mặt Tổng thống Zelensky trên cái khu vực mà lãnh thổ của Ukraine quản lý. Và bây giờ thì ông ta đã bắt đầu bước qua cái lãnh vực bên kia, có nghĩa là cái nơi mà Nga quản lý, và để đi tìm hiểu về cái tình hình nhà máy hạt nhân nó như thế nào. Thì theo cái báo cáo sơ bộ và ông ta đánh giá mà chia sẻ, thì ông ta khẳng định thêm một lần nữa là nhà máy đang ở trong một cái trạng thái cực kỳ là tồi tệ. Ông dùng một câu chính xác là ông nói là cực kỳ là tồi tệ, vì nó đã bị tổn thương, thiệt hại qua những cái sự cúp điện, qua những bom đạn nổ gần bên, và nhiều hệ thống đã không hoạt động được một cách đàng hoàng và tử tế. Và trong thời gian vừa qua nó lại không có được sự tu bổ một cách đàng hoàng. Nhân viên làm việc và với sự quản lý của Nga đã không đạt được tiêu chuẩn. Và ông ta rất là lo lắng và cái nhà máy hạt nhân này trong tương lai nó như thế nào. Đây là cái báo cáo sơ bộ của ông giám đốc. Ngoài ra thì cái vấn đề đó thì phía bên Nga họ có sự phản ứng ngay lập tức. Họ cho rằng là họ sẵn sàng làm việc với cái tổ chức an ninh toàn cầu về vấn đề hạt nhân. Họ sẵn sàng đối tác và làm việc, nhưng họ tuyệt đối không nhượng lại cho Ukraine. Các quý vị cũng biết là cái đề nghị rất là nhiều lần là một, giao lại cái này cho Ukraine quản lý. Hai là giao cho Liên Hiệp Quốc quản lý. Các quý vị, giao cho Liên Hiệp Quốc quản lý. Nhưng mà Nga thì tuyệt đối không đồng ý. Họ nói là cái vấn đề khác thì nếu mà cần làm việc chung á, thì họ sẵn sàng làm việc chung.
Nhưng mà vấn đề mà đề nghị giao lại cho Ukraine hay giao lại cho Liên Hiệp Quốc là người hoàn toàn điều hành về vấn đề nhà máy thì họ hoàn toàn không đồng ý cái điều đó. Nên là cái vấn đề này nó vẫn còn là cái vấn đề tranh cãi, và cái tình hình nhà máy hạt nhân nó không có tốt đẹp cho lắm. Cái điều này nguyên nó thật sự với các quý vị là những cái người dân á mà ở trong cái thành phố Saporizhzhia đó, họ sống với một cái trái bom nổ chậm. Cái trái bom này nó không biết chừng nào nó nổ. Cái tình hình kiểu này nguyên không thực tế các quý vị là nguyên rất là lo lắng cho cái thành phố này. Và nó không, nếu mà nó bị nổ thì nó không phải ảnh hưởng chỉ có thành phố hay không, sẽ là nửa đất nước Ukraine sẽ bị tổn thất nặng nề và nhiều quốc gia khác cũng sẽ bị tổn thất. Cái điều đó là cái điều mà có thể những sẽ biến cố không vui trong những tháng kế tiếp, mà chúng ta nhận được thông tin là thành phố Saporizhzhia sẽ có những sự rò rỉ về vấn đề phóng xạ, hay còn tồi tệ hơn nữa thì nó có thể bị nổ. Thì cái điều này không ai muốn chắc quý vị, nhưng mà cái bối cảnh và cái tình hình giao tranh chiến lược nó không giải quyết được. Rồi hai bên vẫn tiếp tục có thể nói là bắn một cách bừa bãi. Rồi vấn đề mà tu bổ khi lúc nó bị hư hao thì lại không có ai đầu tư tiền bạc vào và cũng không ai làm cái gì cả. Thì cái vấn đề đó nó trước sau gì cũng giống như một cái chiếc xe hơi mà các quý vị không tu sửa gì hết thì một ngày nào đó nó sẽ hư thôi. Thì cái nhà máy hạt nhân thì nó cũng tương tự là như vậy. Nên là cái tình hình mà cái ông mà phía bên giám đốc an ninh á về hạt nhân á, thì ông mới cảnh cáo rất là nhiều lần rồi. Cái chuyến đi này không phải là chuyến đi đầu tiên, đây là chuyến thứ 3, thứ 4 của ông. Ông đã đi rất là nhiều lần. Lý do mà ông phải đích thân đi vào những nơi nguy hiểm như vậy thì ông nói là các người chơi với lửa, các người không hiểu được cái sự nguy hiểm nó lớn cỡ nào, và các người vẫn coi nó là một cái chuyện rất là bình thường. Ông mới nói nhiều lần rồi, ông nói là tôi không hiểu tại sao cả hai nước, ông không có đổ lỗi cho chỉ có Ukraine và Nga, ông nói cả hai nước, tôi thấy các quý vị không hiểu được cái tầm nguy hiểm của nó. Và các quý vị cứ phớt lờ nó, và tôi đã có đưa ra rất là nhiều những cái lời khuyên dành cho các quý vị là biến cái nơi này trở thành một cái nơi độc lập mà không có chiến tranh, không có giao tranh những khu vực này, để bảo vệ sinh mạng của người dân lân cận mà cả luôn bảo vệ cả toàn cầu và cả toàn thế giới. Nhưng các quý vị đều phớt lờ những lời tôi nói. Thì đây là bản tin liên quan đến cái nhà máy hạt nhân Saporizhzhia. Và bây giờ thì Trung Nguyên nói một vấn đề khác, đó là cái vấn đề mà Putin sẽ vừa công bố là sẽ thí nghiệm hỏa tiễn xuyên lục địa. Tại sao Putin đã lựa chọn cái giai đoạn này? Thì chắc quý vị cũng biết là trong thời gian gần đây thì chúng ta đã nghe rất là nhiều vấn đề là trong tương lai đất nước Nga sẽ điều động một số lượng kêu là đầu đạn hạt nhân nhỏ để mà cung cấp cho đất nước đồng minh Belarus, do chính ông tổng thống Shevchenko là người đề nghị. Thì cái vấn đề này nó đã dấy lên một cái sự lo lắng ở tại châu Âu. Và nó không có nghĩa là tại châu Âu thôi, vì những loại hỏa tiễn này nó không đủ bắn đến Mỹ hay đến Canada hay đến Úc Châu. Nhưng loại hỏa tiễn xuyên lục địa thì có thể bắn bất cứ nơi nào từ đất nước Nga. Nga có thể bắn những loại hỏa tiễn của họ bắn tới bất cứ nơi nào thành phố tại Mỹ, cả luôn cái nơi mà kêu là trụ phủ Washington, cái nơi mà có sự hiện diện của Tổng thống Joe Biden hay là Quốc hội của Mỹ. Thì các quý vị đã nghe rất là nhiều qua lời phát biểu của ông Medvedev, là cái người mà thường xuyên đã từng đe dọa là sẽ dùng vũ khí hạt nhân tiêu hủy nước Mỹ. Hay là cách đây là ông cố vấn an ninh của Nga đã từng công bố rằng là nếu Mỹ đụng Nga thì Mỹ sẽ bị tiêu diệt. Ông ta còn khẳng định một câu rằng là cái sự suy nghĩ của những nhà chính trị gia của Mỹ rất cực kỳ là ngu dốt. Chính trị của Mỹ cho rằng là có thể đánh phủ đầu Nga và để làm tê liệt cái vấn đề vũ khí hạt nhân của Nga đều là những suy nghĩ ngu dốt cả. Họ không đủ khả năng làm điều đó. Khi họ đối đầu với chúng tôi, đất nước của họ sẽ bị hoàn toàn tiêu hủy. Thì đây là một cái lời đe dọa vừa qua. Thì ngày hôm nay, Nga đã chính thức muốn chứng minh lời nói của mình là họ có thể thực thi được. Bằng cách gì? Bằng cách thí nghiệm hỏa tiễn xuyên lục địa.
và họ muốn chứng minh là họ bắn chính xác vào hệ thống phòng không của tất cả quốc gia trên thế giới, không cách nào ngăn chặn được quả tiễn của họ. Nếu họ bắn thì họ sẽ thí nghiệm, công bố ngày mai ngày mốt gì đó sẽ chính thức thí nghiệm. Cái ngày nó công bố chưa chính thức, các quý vị, đúng ra là họ nói ngày hôm qua, xin lỗi, bên ai là ngày mai họ sẽ công bố, họ sẽ chính thức, nhưng mà Nguyên chưa thấy, Nguyên chưa thấy có bắn hay không, Nguyên chưa thấy cái bản tin nào bắn cả. Mới vừa công bố thôi là họ sẽ thí nghiệm. Thì như thế này cô chú anh chị em, cái vấn đề mà vũ khí của Nga đó thì chúng ta đã biết, chúng ta biết rất là nhiều vũ khí của Nga, vì Nga khá là phô trương về khí tài quân sự của mình, về xe tăng bất bại, trực thăng bất bại, Su bất bại, MiG bất bại, T bất bại, TU gì đó, đó đó, rất là nhiều. Rồi quả tiễn KGB, rồi quả tiễn này, quả tiễn kia, chúng ta nghe rất là nhiều. Nhưng thực tế chúng ta không biết vũ khí của Hoa Kỳ có cái gì. Thực tế là vũ khí của Hoa Kỳ hiện bây giờ nó vẫn còn nằm ở trong một cái trạng thái bí mật. Hiện bây giờ Mỹ vẫn chưa công bố hết tất cả những vũ khí mà họ có. Về vấn đề hạt nhân của Mỹ, họ vẫn giữ một khá là bí mật, cô chú anh chị em. Nguyên đang ở Rome, chứ không phải ở Hy Lạp các quý vị. Nguyên đang ở Rome, Italy. Nguyên đang ở Italy. Italy chứ không phải ở Hy Lạp nha. Nguyên đang Italy. Nếu mà không bận thì có thể ngày mai ngày mốt bay qua bên kia, qua bên Hy Lạp. Cỡ này trời nắng rồi, bắt đầu là Nguyên bắt đầu đi cái hành trình đi đó đi đây quay trở lại. Mùa đông thì Nguyên giống con gấu rồi đó, Nguyên ở con chỗ à. Mùa đông là chui dưới con chỗ mà, bắt đầu trời bắt đầu ánh nắng nó lên rồi, bắt đầu là nó tươi tươi rồi, bắt đầu nó bò nó đi, tiếp tục chứ không có gì cả. Về vấn đề hạt nhân thì chúng ta nói về cái sức phía cạnh như thế này các cô chú và anh chị em. Trong một cái giai đoạn mà hạt nhân đang trở thành một cái mối đe dọa, thì ngày hôm nay có tờ báo là 9 quốc gia hàng đầu trên thế giới sở hữu khoảng tầm 9 đầu đạn 600 hạt nhân sẵn sàng kích hoạt. Cái câu này nó quan trọng với các cô chú và anh chị em, vì có rất là nhiều quốc gia có sở hữu đầu đạn hạt nhân rất là nhiều, cũng giống như là Nga, như là gần 7.000 đầu đạn hạt nhân gì đó. Nhưng là không phải là họ kích hoạt được hết 7.000 đầu đạn hạt nhân đâu, họ chỉ có thể kích hoạt được 1/3 mà thôi, còn những cái kia đang còn ở trong cái trạng thái là phải là tu bổ. Có nghĩa là không phải là muốn sử dụng, muốn bắn là bắn. Và theo người ta thống kê 9 quốc gia hàng đầu của thế giới thì chắc chắn trong đó là có Mỹ, có Nga, có Pháp, có Anh Quốc, có Bắc Triều Tiên, có Tàu Cộng, có Ấn Độ vân vân. Thì nếu 9 quốc gia này kích hoạt tất cả hỏa tiễn và vũ khí hạt nhân của mình, tổng cộng là 9.500 mấy chục, có đủ khả năng hoàn toàn tiêu hủy trái đất này. Wow. Các quý vị nghe một cái câu không mà mình cảm giác là không biết cái ngày đó có hay không mà thấy sợ quá. Sợ thật các quý vị. Khi lúc đó về cỡ này thì cái vấn đề mà hạt nhân thì người ta nói rất là nhiều. Vì sau khi cái ông tổng thống Belarus và ông tổng thống Putin đã quyết định điều động vũ khí hạt nhân của Nga đến Belarus, thì mấy ngày hôm nay thì tất cả báo chí đều nhắc đi nhắc lại về vấn đề này. Thì tổng thống Joe Biden nhà ta cũng có lên tiếng. Ngày hôm nay tổng thống Joe Biden đã cất tiếng nói của mình lên là ông ta thấy rằng vấn đề điều động vũ khí hạt nhân đến Belarus là một vấn đề cực kỳ là nguy hiểm. Ông ta dùng cái chữ là cực kỳ là nguy hiểm, là cái sự mất an ninh trật tự ở tại châu Âu là một sự đe dọa trực tiếp đến Liên minh châu Âu và NATO, và ông ta cho là hành vi cực kỳ là nguy hiểm. Tuy rằng phía bên tình báo của Mỹ vẫn chưa có thấy bất cứ một dấu hiệu nào Nga đã gửi hỏa tiễn vũ khí hạt nhân cho Belarus hết, chưa thấy dấu hiệu nào gửi. Nhưng mà nếu trong tương lai họ gửi, đây là một vấn đề cực kỳ là nguy hiểm. Trung Nguyên nhắc lại là hiện bây giờ họ chưa có gửi vì họ huấn luyện trước. Vào đầu tháng 4, ngày 3 tháng 4 họ bắt đầu huấn luyện binh sĩ của Belarus. Sau khi vào tháng 7 thì binh sĩ của Belarus, có nghĩa là 3 tháng, họ phải bỏ gần 3 tháng để huấn luyện binh sĩ của Belarus.
sau khi binh sĩ của Belarus đã thành thạo với cách sử dụng loại vũ khí có đầu đạn hạt nhân thì họ mới gửi, nên thời gian này họ chưa có gửi. Nhưng mà trong thời gian tới chắc chắn họ sẽ có gửi. Vì Nga đang muốn lợi dụng Belarus đã trở thành một cái nơi để đe dọa trực tiếp đến những quốc gia láng giềng, trong đó có Ba Lan, nước này nước kia và nhiều quốc gia khác. Sẵn tiện là tâm tình cho các quý vị rất là vui. Đi qua đến Ý đó thì cái khách sạn mà Nguyên ở đó nó gần ở một cái nơi trung tâm mà người ta đang triển lãm, đặc biệt là triển lãm về vấn đề vũ khí, trong đó có trực thăng và máy bay. Chúng ta thấy được là trong cái bối cảnh mà thế giới đang căng thẳng đó, thì quốc gia nào của trên thế giới đó họ cũng đang bắt đầu là thúc đẩy vấn đề vũ trang. Họ thúc đẩy những đứa trẻ để bước vào trong quân đội. Thì tại nước Ý người ta cũng làm tương tự như vậy. Họ đang trưng bày ngay trong thành phố luôn. Ngay trong thành phố luôn. Thì cái điều đó mình thấy là cái thế giới nó bắt đầu căng thẳng, và trong một cái giai đoạn mà nó không được an ninh trật tự nữa. Thì hiện bây giờ Nguyên đang lợi dụng các quý vị. Nó thực tế là Nguyên nhìn đi một năm qua rồi, trong cái cuộc chiến tranh tại Ukraine á, thì Nguyên đã thấy rõ được là cái thế giới này nó không biết ngày mai như thế nào. Nguyên nói thẳng với các quý vị là Nguyên không còn thấy là cái thế giới này nó có một cái gì nó còn là an toàn và trật tự nữa. Trước khi Nguyên đi á, bởi vì cái vé Nguyên mua khá đột ngột, Nguyên mua gấp rút có việc á, Nguyên mua gấp rút, rất là gấp. Và tại vì Nguyên định á, là đính đi qua những cái quốc gia gần Ukraine. Thì đến Ukraine nó định là đầu tiên đến Ukraine, nhưng bây giờ đến Ukraine khó lắm, không có được, lụm bơm không được. Không phải là qua bên Ukraine lụm bơm là dễ đâu. Bây giờ đến Ukraine nó hỏi 1001 lý do, anh đến Ukraine bằng cái lý do gì? Chứ không phải là muốn đến Ukraine là đến đâu, nó khó lắm. Định là đến Ukraine lụm một mớ bơm về nổ cho nó vui. Nhưng mà đi Ukraine không được thì Nguyên định đi qua những cái quốc gia giống như là Romania, của Ba Lan láng giềng á. Sẵn tiện mình muốn làm cái phóng sự ở những khu vực kế bên, mình có cái người dân người ta sống như thế nào, người ta có hoang mang cái sự chiến tranh hay không, chứ không đi qua những quốc gia này đâu. Nhưng mà Quyên coi vé máy bay bây giờ, những cái chuyến máy bay mà bay về những cái khu vực đó nó rất là ít. Và nó thấy, chúng ta biết là cả thế giới bắt đầu người ta lo các quý vị, là tình hình thế giới nó sẽ có sự thay đổi và trong những ngày kế tiếp. Nên tại sao trong diễn đàn của Nguyên á, Nguyên từng tâm tình đó là mong các quý vị lúc nào cũng phải có nụ cười. Quan trọng sức khỏe và nụ cười, vì cuộc đời không ai biết được ngày mai đâu. Đi được thì cứ đi, ăn được thì cứ ăn, uống được thì uống được, yêu được thì cứ yêu. Chứ đừng có đợi chờ, đừng có đợi chờ. Cuộc đời không biết chi ngày mai đâu. Và bây giờ thì cho Nguyên cập nhật tiếp tục những sự kiện liên quan đến tình hình của Ukraine mà chia sẻ cùng các quý vị. Một bản tin mà cũng khá là vui, ngày hôm nay thì Tổng thống Zelensky, ông ta đã công bố chính thức là sau khi tôi nhận được một số hàng lô xe tăng đến từ Anh Quốc, đến từ Pháp, đến từ Đức, thì chúng tôi có đủ khả năng trang bị vũ khí để đưa ra cái kế hoạch phản công trong những ngày kế tiếp. Đây. Thì hiện bây giờ cái vấn đề phản công tại Ukraine đó, chúng ta chưa có biết rõ là Ukraine sẽ phản công ở đâu, đánh vào chiến lược gì. Hiện bây giờ Ukraine đã dùng cái chiêu là khói mù, đặc biệt là Ukraine đang muốn gửi thông điệp cho phía bên Nga biết là Ukraine sẽ tấn công miền Nam, ở tại miền Nam thành phố Kherson. Nhưng ngày hôm nay thì đã có một cái chuyện lạ, theo thông tấn TASS của Nga công bố cho biết, đây là thông tin của Nga nha. Nga cho rằng là họ ngày hôm nay phía bên Ukraine đã tấn công rất là nhiều vào thành phố Melitopol. Cái lý do mà họ nói là Ukraine tấn công và pháo kích vào thành phố Melitopol là để cho họ dọn cái con đường đi để cho những cái sự phản công kế tiếp mà bắt đầu từ nơi này. Cái này hợp lý các thưa vậy. Cái này nó rất là hợp lý. Nếu chúng ta nhìn về địa lý, mấy ngày hôm nay Nguyên suy nghĩ rất là nhiều. Nguyên không biết là Ukraine tấn công ở miền Nam, ở chính giữa, ở miền Bắc, nơi nào mà Ukraine sẽ dồn dập cái lực lượng của mình với những cái vũ khí được viện trợ từ phương Tây, đặc biệt là nhiều xe bọc thép, nhiều xe tăng, rồi pháo đài của quả tiễn. Thì Nguyên đang không hiểu là Ukraine sẽ chọn cái nơi nào là phù hợp. Nhưng ngày hôm nay theo cái lời phân tích của Nga, theo cái bài tờ báo thông tấn TASS của Nga, thì Nguyên thấy khá là hợp lý. Họ nói bây giờ là cái dấu hiệu 2-3 ngày gần đây thì Ukraine đã pháo kích vào
những nơi căn cứ quân sự, phòng thủ, dự bị ở tại thành phố Melitopol. Cái mục đích của họ là họ muốn dọn đường cho những ngày kế tiếp, họ sẽ dùng tất cả lực lượng của họ tấn công vào nơi này. Cái lý do mà Nguyên nghĩ là Ukraine chọn cái nơi này thì nó rất là hợp lý. Thứ nhất là ở tại miền nam Kherson thì nó bị kẹt qua con sông. Bây giờ là nó bị chia qua con sông, mà lực quân đội mà qua sông cực kỳ là nguy hiểm, sẽ dễ trở thành cái tầm nhắm để cho kẻ địch bắn vào. Thành phố Melitopol thì hoàn toàn không bị cái ảnh hưởng điều đó. Ngược lại, thành phố Melitopol là một cái nơi có thể cắt ngang cái sự viện trợ ở từ miền Bắc xuống miền Nam, và có thể tiêu hủy được cây cầu, cái đảo Crimea một cách trực tiếp. Thì nó rất là hợp lý. Nếu đánh được thắng thành phố Melitopol thì có thể tiêu hủy được cái cầu đảo Crimea và cô lập ngay Kherson. Kherson rớt vào trong trạng thái cô lập hoàn toàn. Lúc đó là Kherson của tất cả lực lượng của Nga ở Kherson sẽ bị hoàn toàn bị bao vây, và chỉ có giải cứu bằng đường biển thì nó sẽ là rất là khó khăn cho phía bên Nga. Nên là nếu mà chúng ta nhìn về địa lý chính trị thì tấn công vào thành phố Melitopol cực kỳ là hợp lý. Nhưng mà ông Nga ông biết rồi. Ông Nga thì ông nói là theo ông nghĩ đó, theo thông tấn TASS đó, theo họ phân tích đó, thì là Ukraine sẽ tấn công, và họ kêu gọi chính phủ Nga phải chuẩn bị cái sự phòng thủ vững chắc ở khu vực này. Thì đây là một cái bản tin của thông tấn TASS khi họ đưa ra cái kế hoạch là Ukraine sẽ phản công ở khu vực. Còn Tổng thống Zelensky thì ông ta đã khẳng định là ông ta sẽ phản công trong những ngày kế tiếp. Trong Nguyên nhắc là phía bên Ukraine đã từng có nêu lên là cái ngày 1 tây tháng 4. Nhưng mà cái ngày 1 tây tháng 4 là cái văn hóa châu Âu là người ta có quyền nói láo đó. Nên là cũng không biết là họ có phản công 1 tây tháng 4 hay không, khi chúng ta ngày hôm nay chúng ta ngày 28 rồi. Có vài ngày nữa thôi. Nên là Nguyên cũng không biết là có hay không nữa các quý vị. Đó là bản tin liên quan đến vấn đề của thông tấn TASS mà Nguyên muốn chia sẻ với các quý vị. Khi chúng ta nhìn lại một cái bối cảnh ngày hôm nay, có nhiều sự kiện đã bắt đầu có những cái xu hướng rõ nét là Ukraine bắt sắp sửa sẽ phản công, và sẽ có những kịch bản có thể nói là mới mẻ để đối kháng với kẻ địch. Thì nó làm dấy lên một sự lo sợ, rất là lo sợ ở tại đất nước Nga. Ở tại đất nước Nga, ngày hôm nay đài truyền hình của Nga đã phỏng vấn và lên tiếng rất là nhiều. Nhiều nhà chuyên gia chính trị của Nga đã phân tích rằng là đất nước Nga đang ở trong một cái trạng thái cực kỳ là tồi tệ, và họ mong rằng chính phủ Putin hãy tìm một biện pháp để ngừng cuộc chiến tranh này càng sớm càng tốt. Vì nếu để tiếp tục cuộc chiến tranh này kéo dài, và khi chúng ta không còn đủ khả năng đối đầu về vấn đề quân sự, thì kẻ địch của chúng ta, họ dùng là kẻ địch của chúng ta là Liên minh NATO, họ sẽ đánh một cái cú chí mạng, và lúc đó chúng ta không thể nào đỡ được. Đây là một cái bài phân tích trên đài thông tấn TASS, đài số 1 của Nga. Lần đầu tiên có một cái người nói như cái giọng điệu này. Ông ta phân tích và giải thích sau đây. Ông ta nói là chúng ta đã đánh chiến tranh một năm vừa qua, và chúng ta đã hao mòn một phần lớn vũ khí chúng ta, có nghĩa là hơn 1/3 vũ khí của chúng ta đã hoàn toàn tiêu hủy trên cuộc chiến, và hiện bây giờ chúng ta còn kẹt một số lượng vũ khí, có nghĩa là chúng ta không còn cái gì phần lớn để bảo vệ đất nước. 2/3 của chúng ta, 1/3 đã bị tiêu hủy, 1/1 đang ở trong mặt trận chiến trường, ở tại trong đất nước chúng ta còn có 1/1 mà thôi. Và để tiếp tục cuộc chiến tranh này, khi chúng ta không đạt được thành quả, thì tất cả những vũ khí của chúng ta sẽ hoàn toàn không còn vũ khí nữa. Thì lúc đó NATO họ mới vào cuộc. Có nghĩa là ông ta muốn nói đơn giản là NATO chờ đợi mà Nga sắp ngáp sắp chết rồi đó, thì ông NATO họ mới quýnh. Chứ bây giờ NATO họ không quýnh. Nói đơn giản là vậy, NATO chuẩn bị đá con gà chết chứ không đá con gà sống. Nếu ông nói là nếu mà chúng ta cứ kéo dài thời gian như vậy á, thì cái lúc mà NATO vào cuộc đó, thì họ sẽ có một cái chiêu chí mạng cho chúng ta, chứ không phải là Ukraine. Nhưng mà họ dùng Ukraine để làm cho chúng ta mệt mỏi,
và để làm chúng ta suy yếu tới mức độ mà họ chỉ cần ra một chiêu là chí mạng. Thì cô chú và anh chị em, và ông ta kêu gọi chính phủ Putin phải tìm một biện pháp thoát ra khỏi chiến tranh này càng sớm càng tốt, để không bị gớt vào trong cái bẫy của Liên minh NATO. À, Nguyên không biết là có phải gì hay không. Đó là cái lời phân tích của một nhà chính trị gia tại Nga trên đài số 1 của Nga ngày hôm nay. Cái điều mà Nguyên thấy rất là lạ là đây lần đầu tiên và Nga cho rằng là họ không thể thắng được. Chứ phần lớn là các quý vị biết cái giọng điệu mà Nga là bất bại, Nga là giỏi nhất, Nga không đánh thì thôi, đánh đâu thắng đó, Nga là vô địch. Nhưng đây là lần đầu tiên lại có một cái giọng điệu lo lắng kêu gọi Tổng thống Putin phải rời khỏi cuộc chiến càng sớm càng tốt, nếu không đang gớt vào trong cái bẫy của NATO. Vì NATO đang chờ đợi điều đó, đang chờ đợi là Nga hiện bây giờ chỉ còn có 1/3 lực lượng khí tài quân sự bảo vệ đất nước mà thôi. Một phần bị tiêu hủy chiến tranh tại Ukraine một năm vừa qua, một phần đang giao tranh, và để kéo dài nữa thì sẽ, lực lượng của Nga sẽ không còn gì hết. Thì lúc đó ông NATO ổng mới sẽ vào cuộc. Thì Nguyên không biết là có phải phân tích gì hay không, mà Nguyên chỉ nói một câu là NATO họ chưa mất gì hết, chỉ là thiếu chút xíu đạn dược và vũ khí mà thôi. Họ có tiền sản xuất một cách rất là lẹ, đối với họ cái mất mát đó nó chẳng là cái gì cả. Cũng giống như là một con vịt mà mất đi một cọng lông vậy đó. Ở NATO thì giống như con vịt họ mất đi cọng lông vậy thôi. Cái số tiền mà họ hỗ trợ cho Ukraine thì đối với họ là như vậy. Rồi vài ngày nữa cọng lông nó sẽ mọc ra. Nên là cái vấn đề mà NATO họ không mất mát cái gì hết, và NATO họ sẽ sẵn sàng hỗ trợ cho Ukraine nhiều ngày, nhiều tháng và nhiều năm. Điển hình trong Nguyên nói Đức nghe, ông Đức ông nói gì? Tôi nhân gấp 5 lần. Bây giờ Putin ông gửi vũ khí tại Belarus cái gì? Tôi hỗ trợ cho Ukraine gấp 5 lần. Pháp tôi hỗ trợ đạn dược gấp 2 lần. Đó. Cái vấn đề khác tôi không có, nhưng tiền bao la. Mấy người già giàu họ nói chảnh lắm các quý vị. Cái chuyện gì mà giải quyết bằng tiền thì chuyện rất là dễ. Mấy người có tiền nói cái câu đó. Chứ mấy cái người mà không có tiền thì cái câu đó mình nói không có được. Đó đúng không? Mấy ông có tiền thì ông nói dễ lắm. Trời, có tiền là chuyện nhỏ. Vấn đề tiền là chuyện nhỏ. Mà chuyện lớn là gì? Chuyện lớn là Nguyên không có tiền. Đó. Đó. Tiền là chuyện nhỏ mà chuyện lớn là không có tiền. Đó. Đó. Tiền là chuyện nhỏ mà chuyện lớn là không có tiền, đó mới là khổ. Thì Nguyên đã tâm tình với các quý vị là cái sự kiện mà chúng ta thấy ngày hôm nay, đi đến ngày hôm nay thì chúng ta đã thấy được là cái sự việc càng ngày càng lo lắng. Và chúng ta nói một cái điều là sợ nhất là gì? Nguyên sợ nhất là Putin liều mạng, đánh không lợi rồi kéo chết chung. Cái điều đó là Nguyên sợ nhất thôi. Putin thắng thì đã thấy là Putin không thắng được rồi đó. Thấy Putin là không thắng rồi. Putin là thấy không thắng rồi. Thấy là không thể nào thắng trong cái cuộc chiến, là Putin là thấy là bắt đầu là không thể nào mà thắng được cuộc chiến này rồi đó. Nhưng mà cái điều mà Nguyên lo lắng là Putin không thắng, nhưng mà Putin lại liều mạng. Rồi lúc đó là ổng bấm tầm bậy tầm bạ, rồi trúng tầm lum tầm la, là chết chúng ta, mới khổ là gì đó. Nguyên nói là cái quan điểm của Nguyên là không muốn đi xuống dưới hết một lượt, từ từ xuống, ai rồi cũng phải chết hết. Tại sao chúng ta chết nó theo có thứ tự? Vì ở dưới cũng phải làm giấy tờ, cũng phải ghi danh, rồi cũng phải đăng ký, cũng phải sắp xếp chỗ ở, rồi còn phán xét tòa án lương tâm, rồi có tốt thiên đàng hay địa ngục nữa. Người ta bận rộn lắm. 7 tỷ người xuống một lượt, ở dưới làm không có kịp. Di biến động dân cư mà 7 tỷ người xuống dưới một lượt, ở dưới người ta lo chỗ ăn, chỗ ở, người ta lo sắp xếp giấy tờ, ghi danh đồ, người ta làm không có kịp đâu. Khổ người ta lắm. Xuống dưới người ta lo là cũng khổ lắm, từ từ đi. Xuống dưới người ta sắp xếp. Thời gian đâu bây giờ xử án, sao xử án 7 tỷ người được một lượt? Đâu có được. Nên tại sao rồi đó giờ ai chết cũng phải có thứ tự là vậy đó. Là ở dưới người ta cũng phải có cái thời thái biểu của người ta làm việc. Cái chơi mà nhấn nút cái kiểu này là xong rồi. Không được. Nên là rất là lo lắng cơ chú anh chị. 8 tỷ người xin lỗi. Chính xác 8 tỷ người, quên. Nguyên cái bộ não của Nguyên chưa có upgrade.
chưa có upgrade lên 8 tỷ người rồi. Chúng ta năm 2023 chúng ta bước vào 8 tỷ rồi. Sorry các quý vị, 8 tỷ à, 8 tỷ người. Mấy 7 tỷ người lo chưa xong xuống 8 tỷ người. Trời ơi, Ngọc Hoàng Thượng Đế hay là Diêm Vương hay là Chúa hay là Phật gì đó, chắc là mấy ông lại trời luôn. Ông vãi luôn, ông nói tôi vãi quá rồi. Nên cái điều đó nó chơi, Nguyên nói chơi vui như vậy đó, là cái điều mà người ta lo, mà không phải chỉ có Nguyên lo, cả thế giới người ta đều lo cái điều đó. Họ lo rằng là ép Putin đến con đường cùng, rồi Putin nổi cái cơn điên lên, Putin kích hoạt hết vũ khí hạt nhân, rồi liều mạng chết chung hết mọi người. Và cái điều đó là cái điều người ta lo. Và cái điều đó nó đang dẫn đến cái sự việc lo lắng sợ hãi, nên là người ta lúc nào cũng nhẹ tay với Nga hết, không dám mạnh tay với Nga. Chứ không phải là người ta sợ Nga đâu mấy bác. Mấy bác Nguyên kêu là mấy bác mà ủng hộ Putin hết mình đâu. Trời ơi, làm gì người ta sợ Nga. Người ta không phải là sợ Nga đâu. Người ta sợ cái điên cuồng của Putin, nhấn nút tầm bậy tầm bạ thôi. Gặp thứ bông Joe Biden ổng lộn nút là chết nha. Bên này bấm bên kia bấm thì thôi là chết khổ lắm. Người ta sợ thôi, chứ thực tế là Nga không có, bây giờ không có cái gì để đáng sợ. Về cái nền kinh tế của Nga là đã suy yếu hoàn toàn khi bị cô lập. Hiện bây giờ vị thế của Nga đã thất thế. Và vũ khí của Nga cũng đã thấy rõ là không có vũ khí nào mà có thể làm cho người ta phải lo lắng ngoài vũ khí hạt nhân. Nên là mấy bác đừng có hiểu lầm là phương Tây, NATO họ sợ Nga. Không, họ sợ Nga cắn thôi. Cũng giống như người ta sợ Nguyên, người ta không ở gần Nguyên vậy đó. Để cho Nguyên nói chuyện thoải mái với các quý vị đó, là vì sợ ổng điên, ổng bấm nút đó. À, vì sợ cái điên khùng của ổng nên là người ta phải một có cái hành động nhẹ nhàng để làm sao tìm một biện pháp để giải quyết cái sự căng thẳng. Và chú Nguyên tạm ngừng ở đây và bài bài của chú anh chị. Hãy lắng nghe bao lời đau của đất, đồng bào ơi, hãy lắng nghe bao lời đau của nước. Đất nước ta hôm nay đang bên bờ vong nhục, đang ác gian vô lương, đang âm thầm bán nước. Hãy đứng lên, đồng bào ơi, hãy đứng lên, ta đừng sợ chi, phải tự mình hôm nay giữ nước, giữ đất nước cha ông ta hy sinh ngàn năm trước. Hãy quét hết quân gian tham đang phá dần đất nước. Đất nước ta hôm nay đang bên bờ vong nhục, đang đã gây bao oan khiến muôn dân hờn dên xiết. Hãy đứng lên, đồng bào ơi, hãy đứng lên, ta đừng sợ chi, hãy một lần nghe hồ tiếng sông núi. Hãy đứng lên hôm nay, thế giới rồi sẽ thấy. Hãy nói với quân thù này, rằng là không còn đây. Đồng bào ơi, hãy đứng lên đáp lời đau của đất. Đồng bào ơi, hãy đứng lên đáp lời đau của nước. Đất nước ta hôm nay đang bên bờ vong nhục,
đang ác gian vô lương, buôn dân và bán nước. Hãy đứng lên đồng bào ơi, hãy đứng lên, ta đừng sợ chi, phải tự mình hôm nay giữ nước, giữ đất nước cha ông ta hy sinh ngàn năm trước. Hãy quét hết quân gian tham đang phá dần đất nước. Đất nước ta hôm nay đang bên bờ vong nhục, đang đã gây bao hoàn kiên muôn dân hờn dên xiết. Hãy đứng lên đồng bào ơi, hãy đứng lên, ta đừng sợ chi, hãy một lần nghe hồn tiếng sông núi. Hãy đứng lên hôm nay thế giới rồi sẽ thấy. Hãy nói với quân thù này dòng là không còn đây. Đất nước ta hôm nay đang bên bờ vong, đang bên bờ vong, đang đã gây bào hoang, đã gây bào hoang, quân dân hờn dên xiết, quân dân hờn dên xiết. Hãy đứng lên đồng bào ơi, hãy đứng lên, ta đừng sợ chi, hãy một lần nghe hồn tiếng sông núi. Hãy đứng lên hôm nay thế giới rồi sẽ thấy. Hãy nói với quân thù này dòng là không còn đây. Hãy nói với quân thù này dòng là không còn đây. Dòng là không còn đây.